Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới cũng chỉ quay đầu tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,06% sau khi mà đã giảm mạnh trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đang đứng quanh mức 1.636 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.631,72 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.640,88 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 112,043 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 20.300 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng quay đầu tăng trở lại với tỷ lệ tăng hiện tại là 0,32%. Giao dịch quanh mức 4,118% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ. Mỗi thùng dầu thô hiện tại đang giao dịch ở mức 89,430 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù không bị ảnh hưởng bởi quyết định tăng lãi suất, nhưng vàng đã đột ngột quay đầu giảm sau khi mà phát biểu khá sốc của ông Powell về khả năng sẽ đưa ra mức lãi suất cao hơn. Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở hay còn gọi là FOMC vừa kết thúc của Cục Dự trữ Liên bang đã chứng kiến Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ tăng lãi suất quỹ chính của Fed thêm 0,75% lên mức 4% như dự kiến. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2008. Với mức tăng lãi suất này thì không có gì bất ngờ với thị trường. Vàng đã tăng lên mức cao hàng ngày nhưng nhanh chóng đảo chiều điều chỉnh trong cuộc họp báo của Chủ tịch Fed ông Jerome Powell diễn ra sau quyết định tăng lãi suất cơ bản của Fed lần thứ tư liên tiếp. Ông Powell nói rằng mặc dù việc tăng lãi suất chậm lại có thể xảy ra vào tháng 12 này hoặc là tháng 2 năm sau, nhưng Ngân hàng Trung ương Mỹ có khả năng sẽ đưa ra mức lãi suất cao hơn những gì đã nghĩ trước đây. Và ông Powell cũng thừa nhận rằng cơ hội hạ cánh mềm đã bị thu hẹp do chính sách tiền tệ trở nên hạn chế hơn trong năm nay. Ông nói bức tranh lạm phát ngày càng trở nên thách thức hơn trong năm nay, điều đó có nghĩa là chúng ta phải có chính sách hạn chế hơn. Và điều đó thu hẹp con đường dẫn đến hạ cánh mềm. Tuyên bố của Chủ tịch Fed được đưa ra sau phản ứng tích cực của vàng trước khả năng tăng lãi suất chậm lại. Trong quyết định về lãi suất của mình thì Fed thông báo rằng kể từ bây giờ, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ tính đến việc thắt chặt tích lũy của chính sách tiền tệ. Những độ trễ mà chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và lạm phát cũng như là phát triển kinh tế và tài chính. Với mức giá hiện tại là 1.636 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng thế giới tương đương 49,5 triệu đồng trên lượng. Như vậy là chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước tại chiều bán ra với vàng thế giới rơi vào khoảng 17,5 triệu đồng trên lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Tại thị trường trong nước với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay thường gọi là SJC, niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 66,1 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,12 triệu đồng trên lượng. Áp dụng cho hai khu vực là Hà Nội và Đà Nẵng, còn giá vàng miếng SJC mua vào mức 66,1 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,1 triệu đồng trên lượng áp dụng cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, so với kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 2 tháng 11 thì các mức giá này thấp hơn 100.000 đồng trên lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, hiện tại đang chấp nhận mua vào vàng miếng với mức giá 66,1 triệu đồng trên lượng và bán ra cao hơn 900.000 đồng trên lượng. So với thời điểm đóng cửa phiên trước thì doanh nghiệp này điều chỉnh giảm mỗi lượng xuống 200.000 đồng trên lượng và đây cũng là mức giá đang được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 710.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 1 triệu đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 712.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 700.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 690.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6 triệu 600.000, bán ra 6 triệu 700.000.
Phú Quý SJC mua vào 6.605.000, bán ra 6.705.000, giảm 5.000 ở chiều mua, tăng 5.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.607.000, bán ra 6.703.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.600.000, bán ra 6.680.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.550.000, bán ra 6.670.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, giảm 20.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.610.000, bán ra 6.712.000, giảm 5.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này thì vẫn được duy trì đà giảm nhẹ 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1.000.000 cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng. Đến thời điểm chiều nay thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.610.000, bán ra 6.712.000. SJC Huế mua vào 6.607.000, bán ra 6.713.000. SJC Bình Phước mua vào 6.608.000, bán ra 6.712.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.612.000, bán ra 6.715.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.610.000, bán ra 6.712.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.608.000, bán ra 6.712.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì xuống giảm trong khoảng từ 63 cho đến 150.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 6.300 đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.175.000, bán ra 5.275.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.175.000, bán ra 5.285.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.155.000, bán ra 5.235.000, cùng giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.053.2000, bán ra 5.183.2000, giảm 14.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.741.6000, bán ra 3.941.6000, giảm 11.300 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 2.867.3000, bán ra 3.067.3000, giảm 8.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 1.998.2000, bán ra 2.198.2000, giảm 6.300 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.